Hello, xin chào tất cả mọi người. Mình là Quyền Lê và đây là vlog đầu tiên của mình. Mình xây dựng cái kênh vlog này với cái mục đích là chia sẻ cái góc nhìn của mình về các vấn đề xã hội gửi tới mọi người. Rất mong nhận được sự hưởng ứng, góp ý của các bạn để mình có động lực làm thêm những cái video bổ ích hơn nữa. Và bây giờ chúng ta sẽ đi đến cái video đầu tiên, cái chủ đề đầu tiên của mình. Lần này mình muốn nói tới cái vấn đề là corona. Tất nhiên không phải những cái vấn đề mà như là bạn phải đeo khẩu trang thường xuyên này, hay là hạn chế đến chỗ đông người, rửa tay vân vân và vân vân. Cái vấn đề mình muốn nói tới lần này đó là vấn đề cảm xúc, tâm trạng ảnh hưởng như thế nào đến cái sức đề kháng của cơ thể, đặc biệt là trong cái mùa corona. Trước khi đi sâu vào vấn đề này thì mình muốn điểm qua một chút cái thông tin về dịch bệnh hiện nay để cho các bạn có thể nắm rõ được vấn đề. Theo nguồn tin của trang Compa Group, tính đến 10 giờ 15 ngày 11 tháng 2 năm 2020, thì số ca nhiễm bệnh là 15 ca nhiễm bệnh trên 4 tỉnh thành của Việt Nam. Trong đó, Vĩnh Phúc 10 ca nhiễm bệnh, 3 ca đã được điều trị bình phục. Hồ Chí Minh 3 ca, trong đó 1 ca đã được điều trị bình phục. Thanh Hóa 1 ca và đã được điều trị bình phục. Khánh Hòa 1 ca cũng đã được điều trị bình phục. Ok, và bây giờ chúng ta trở lại với cái vấn đề chính của ngày hôm nay. Đó là vấn đề về cảm xúc ảnh hưởng như thế nào. Theo một số nghiên cứu thì cái cảm xúc nó ảnh hưởng rất lớn đến cái sức đề kháng của cơ thể. Một nghiên cứu, một nhóm người bị bệnh bại liệt thì trong số đó những người có cái tâm trạng lạc quan này hay là cái tâm trạng tốt, vui vẻ thì lại có cái tỷ lệ hồi phục cao hơn rất nhiều so với những người có cái tâm trạng bi quan mà bị cái tình trạng tương tự. Những người thân của mình, bạn bè của mình thì mình cảm nhận thấy họ luôn có cái sự hoang mang và lo sợ đối với cái dịch bệnh corona. Tất nhiên điều đó là đúng, nhưng cái hoang mang lo sợ này đến từ đâu? Nó đến từ cái cách tiếp nhận thông tin không chính xác, không được chắt lọc và chưa được kiểm định cái nguồn thông tin đó. Nó đến từ những cái mạng xã hội như là Facebook này, Zalo này, báo đá cải, vân vân và vân vân. Những cái nguồn tin đó gián tiếp làm ảnh hưởng đến cái tâm trạng, cái cảm xúc và điều đó ảnh hưởng đến cái sức đề kháng cơ thể của chính con người đó. Nếu mình kể cho các bạn nghe một câu chuyện nguyên văn như sau. Mình vừa xem một bộ phim đó nói về một thằng chọc. Thằng chọc này bị tai nạn và mất tai. Thằng chọc này không thích mặc quần áo, nhưng lại luôn thích đeo một cái túi ở trước ngực. Em gái của nó cũng như vậy. Thằng chọc này ở cùng nhà với một đứa trẻ con. Đứa trẻ con này thì luôn thích thò tay vào cái túi của trước ngực của thằng chọc để lấy ra một thứ gì đó. Vâng, theo các bạn thì đó là bộ phim gì? Nghe thì có vẻ là hoang mang hay là nó rất là kỳ lạ nhưng mà lại rất quen thuộc. Đó chính là bộ phim Doraemon. Mình kể ra cái câu chuyện này để nói với các bạn một điều, đó là mình phải nhìn nhận vấn đề, đánh giá vấn đề từ nhiều góc độ. Chứ mình không thể chủ quan nghe một lời kể hay là một cái tin tức từ một phía nào đó và cái tin tức đó chưa được xác thực. Nó sẽ gây cái cảm giác hoang mang lo sợ cho chính bạn và người thân của bạn. Tất nhiên mình nói như vậy không có nghĩa là các bạn chỉ cần là có một cái tâm trạng tốt này thì nó sẽ đẩy lùi được cái dịch bệnh. Mà chúng ta cần phải có cái kiến thức tốt, trau dồi kiến thức về cách phòng chống bệnh. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng cần có một cái chế độ dinh dưỡng tốt này, tập thể dục đều đặn này, uống đủ nước này. Và chúng ta có một cái tâm trạng tốt. Đó mới là điều quan trọng. Ok, video lần này đến đây là kết thúc rồi. Và rất mong nhận được sự hưởng ứng của các bạn. Hãy comment để góp ý cho mình. Hãy like, share và đăng ký kênh của mình nếu cảm thấy video này bổ ích. Xin chào và hẹn gặp lại.